Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh Thi Vlog hôm nay ạ. Bữa nay Thi sẽ nấu tôm dăm để Thi để cho nhân viên bên Thi. Nhưng mà gia vị Thi chưa đem lại đủ nữa. Thôi bây giờ Thi sẽ có gì nấu đó nha. Thì trước nhất Thi sẽ để xả với lại lá chanh với lại tỏi băm. Thật ra là có thịt nữa nhưng mà bữa nay Thi nấu tôm thôi. Nhà Thi có tôm sẵn chứ không có thịt, tại vì không có định là nấu. Cho nên là bữa nay Thi làm đơn giản, Thi nấu cho nhân viên Thi ăn chơi chơi buổi trưa thôi nha. Húp chơi cho tháng lạnh nè, húp nóng cho nó đỡ thèm đó. Thì Thi sẽ để lên Thi sao đó. Đây là gia vị Thi mua bên Thái nha. Và Thi sẽ mua hai cái loại gia vị ở bên Thái Lan nấu tôm dăm, để Thi kêu nhân viên Thi lấy qua cái. Hương ơi, mày lên trên lầu á, ngay chỗ cái tủ trang điểm của chị đó, kế bên cái tủ trang điểm có cái hộp mà nấu tôm dăm màu đỏ đỏ đó, mày đem qua liền cho chị nha. Đem qua liền cho chị với cái gì mà này chị kêu lấy đó, thì lấy qua cho chị liền đi để chị nấu đồ ăn liền. Thì cho nhân viên Thi đem qua thì bình thường thì mình phải xào cái này ra với hành tím nữa, nhưng mà bây giờ nó không có hành tím ở đây, để cho nó thơm á mọi người, cho nó thơm tí xíu rồi xong mình sẽ đổ nước vô. Thì bình thường thì nấu tâm dâm á thì nói chung ra nó cũng đơn giản lắm. Thật ra mình có thịt heo hay xương heo hay là giống như là cánh gà này nọ đó thì mình để lên mình xào trước nha. Kế tiếp thì Thi sẽ cho nước vô nè. Giờ Thi cho nước vô. Đây, này xả hơi nhiều nha cả nhà nha, xả phải chặt nhỏ nhỏ nhưng mà thôi, kệ đi, có xả nhiều nó cũng thơm. Gà này gà siêu thị, tại vì bữa nay là Thi không có định nấu. Nhưng mà thôi nấu chơi chơi để trưa nay có đứa nào ăn bún thì ăn bún đi, hiểu không? Thì nói chung là Thi cũng dễ lắm nấu đồ ăn á. Đây nha, gà nha cả nhà. Cho nên tiện lợi, còn Thi kiểu như là Thi hứng giờ nào Thi làm giờ đó à. Thi không có chừng đâu, tại vì Thi đâu hứa hẹn đâu, Thi đâu hứa hẹn gì đâu. Thi không có biên tập diễn gì hết trơn nha mọi người. Ngày nào thích là nấu ngày đó à. Tại vì mình cũng biết nhiều món ăn nữa, thật ra là món gì Thi cũng nấu được. Với lại bữa nay Thi mua 150 trái bắp đây nè, Thi luộc. Thì nãy giờ Thi luộc hết mớ rồi, bây giờ Thi luộc nữa. Thi luộc từ từ đoạn vậy đó mọi người, để phục vụ mọi người cho ăn món ngon hơn và lạ hơn. Với lại tại vì mình bán lâu dài rồi, mình bán nữa đổi gì nữa đi. Nấu tôm dăm á thì mình không có xài tắc nha. Mình xài me cho nó giống Thái. Me nó thơm nhẹ, ngọt nhẹ. Đây nha. Thì me chua. Đây là sữa của Thái luôn, sữa của Thái để mình nấu tôm dăm là có sữa Thái. Và kế tiếp nữa, đồ nấu tôm dăm á thì Thi mua hai loại của Thái luôn. Thì tí nữa Thi sẽ đem qua một loại nữa. Tại vì Việt Nam mình nó mua nó cũng có nhưng mà để vô nó hơi lợ. Cho nên Thi phải xài cái này. Và kế tiếp nữa, nhà Thi thì có ớt sa tế sẵn ở đây. Ớt sa tế thì nhà Thi có dầu. Có dầu sa tế nha, đây ớt sa tế. Thì đây là Thi sẽ có dầu sa tế, đây là dầu sa tế để mình nấu tôm dăm, để những cái món gì mà cay nha, là làm chất dầu. Còn kế tiếp nữa, cái này ớt sa tế thì mọi người muốn để ớt cũng được, dầu cũng được. Nhà Thi làm trực tiếp luôn nha, ớt sa tế. Một hộp ớt sa tế chỉ có 90.000 thôi, 400g, hộp nhỏ 300g 70.000. Thì đây là có hai loại, đây là hũ lớn, nhận ship các tỉnh cho tất cả anh chị em, có thương hiệu Thi luôn nha. Đây là ớt sa tế. Thì trước khi nấu những cái món gì là Thi liên quan về những cái món đó để Thi quảng cáo cho mọi người luôn khi mọi người muốn mua hàng. Còn đây là dầu sa tế. Thì khi tất cả anh chị em mà muốn đỏ thì đây là có dầu sa tế, nhà Thi có bán 60.000 một hộp nha, 60.000 đây nè. Đó, mình để lên thì nó nổi đỏ thấy không? Đó. Rất là dễ ha, mình muốn nhiều thì nhiều, muốn ít thì ít đi, mình có dầu vô thì nó cũng vừa ngon nữa. Nói chung ra là tiện lợi, có 60.000 mà mua về dễ lắm, làm gì cũng được liên quan tới dầu sa tế. Hoặc là mình không mua dầu này thì mình mua cái này, về mình ăn đủ thứ, cái này cũng ăn đủ thứ được luôn. Tại vì có một cái là dầu trong ớt ra, còn cái này là dầu ớt mình xào trực tiếp nha. Nè, đây là cái hũ ớt nấu tôm dăm, thì mua bên Thái về thì mua có 10 hũ à, lúc đó thì tính nấu tôm dăm bán á. Nhưng mà vì lý do là thứ nhất là nấu tôm dăm không có thời gian để múc tô rồi rửa dĩa rửa tô, nó lu bu. Cho nên bữa nào đi thì sẽ gắng cố gắng. Tại vì Thi còn làm, tại vì nhiều khi mọi người không biết chứ, Thi làm chủ thì Thi tính toán nhiều thứ lắm. Thi phải làm này làm kia làm nọ, múa này múa kia múa nọ đủ thứ hết. Cho nên là mình nghĩ là cái chuyện dễ làm thì nó dễ rồi, nhưng mà quan trọng là mình phải tính nhiều thứ, mình tại vì mình bán nhiều mà, đúng không? Thì con đường xa, đây là cái đồ nấu tôm dăm nha, hai loại đây. Cái này là Thi xé tem ra rồi. Để vô. Đây là hành tím. Hành tím nấu tôm dăm. Đây tất cả các gia vị thì mình nấu tôm dăm thì nó rất là đơn giản nha, không có gì khó hết. Tất cả anh chị em nào mà muốn nấu thì nhìn Thi sơ ngang thôi dễ nấu rồi nha, tôm dăm. Nhưng mà quan trọng gia vị mọi người mua phải đúng Thái nếu mới ra tôm dăm Thái. Còn nếu mà mọi người mua gia vị ở đây sẵn thì nó nghe cái mùi khác, nó không có giống cho chuẩn lắm nha. Rồi, kế tiếp thì Thi quay nhiêu đây, chút nữa cho soi đi, Thi lại quảng cáo tiếp tục nha. Sau đây thì cái món tôm dăm của Thi. Trước khi Thi nấu tôm dăm thì sẽ xin uống trà tắc Thi nha, trà tắc Thái thơm tê tái.
15 ngàn một ly nha, mua 10 ly tặng 1, mua 10 ly không để đá tặng 1 ly. Rất là thơm ngon nha mọi người nha. Thì sau đây Thi sẽ nấu vừa sôi nước rồi, Thi sẽ trụng me vô. Đây là nước me nha, mọi người có thể để niêm tắc vô miếng thôi, nhưng mà phải có me. Có me nó mới đúng chuẩn vị thái, nó mới thơm. Nó thơm mùi me. Thì bà Hạnh ơi, cho tôi miếng bột ngọt, miếng đường với miếng nước mắm nè. Thì mình nấu cái này là mình để nước mắm nha mọi người, tôm dâm á. Bình thường là người ta có cái nước mắm của người ta, nhưng mà Thi cho nước mắm này. Thì cái đây là me, Thi cho miếng me trước nha. Và ở đây là gia vị. Đây là gia vị của Thái Lan. Thì đây là cái loại của Thái Lan luôn nè, tâm dâm của Thái. Đây là hai cái này là hai hũ màu khác nhau và hai cái kiểu khác nhau nha. Để mình nấu tâm dâm là cái này Thi mua bên Thái luôn á. Thi chuẩn bị nấu nhưng mà Thi không có nấu. Thôi bây giờ Thi đem ra Thi nấu luôn ở đây để cho mọi người ăn mới to luôn nha mọi người. Đây nè, đóng hộp kỹ chở từ Thái Lan về luôn á. Cái này là Thi đi mua trực tiếp lúc trước nha chứ không phải là Thi chở về. Nhưng mà Thi bán đắt Thi cũng chở về à, đây nè. Đây là cái gia vị để mình nấu tâm dâm nha, thơm, mùi cực kỳ thơm luôn. Thì tí nữa thì nấu cho đậm đặc nha, để cho nhân viên thì nó húp. Đó. Thì cho hai muỗng vô nha. Xong thì đậy nắp lại. Đây là tâm dâm. Còn kế tiếp, ê cho cái kéo đi bà Hạnh ơi. Thơm lên liền thấy không? Cái gia vị nó thơm lên liền, nó nực lên liền. Nè, để vô một cái nó ra cái màu này mọi người thấy không? Nó nực nồng lên luôn nè không? Thơm cực kỳ luôn. Công nhận cái này nó hay vậy đó. Cái tâm dâm nấu này nó hay là cái chỗ đó đó. Nấu cái để cái mùi này vô là nó nghe cái mùi Thái Lan liền. Và kế tiếp thì cho cái này vô nha. Thật ra là gia vị nấu đồ ăn Thái thì biết nhiều lắm á, nhưng mà tại vì Thi không có thời gian thôi. Đây là cái gia vị nè, đó. Cho mọi người thấy luôn. Để cái này vô ha, nó thơm, nghe cái mùi nó ngon cực kỳ luôn nè, thấy không? Ở bên Thái Lan nha, gia vị người ta nhiều lắm. Đúng chuẩn tâm dâm luôn nha. Thi mà nấu tâm dâm bán là chấn động đó. Tại vì biết sao Thi không bán không? Không có thời gian. Tại vì Thi mua đồ bên Thái là Thi biết hết. Nó nhiều loại nấu lắm, nhưng mà Thi thích nấu hai cái loại này. Nó mới ra cái mùi nè. Này nha. Đó. Nó ra là cái màu khác liền thấy chưa. Hai cái màu ra là y chang Thái Lan luôn, thấy không? À, lẩu Thái thì có đường. Đây nha, đường. Đường cát thì cho 3 gốc, 3 muỗng. Tại vì nó sẽ cần chua, phải có đường vô, nó bớt chua. Đây 4 muỗng đi nha, nó không có ngọt đâu. Biết sao nó không có ngọt không? Tại vì nó có chua quá. Đây là bột ngọt nha, Thi ăn bột ngọt ít lắm. Cho nhiêu đây thôi. Thi đâm gỏi để bột ngọt thì để chút xíu à, 4 dĩa đu đủ mà con chút xíu bột ngọt à. Có nhiêu đây nè. Nè nha, 4 dĩa đu đủ có nhiêu đây bột ngọt à. Thì không dám để nhiều. Nhìn nó thơm ừng ực rồi đó. Cái này mà có núm tròn tròn nó để vô là chấn động. Nhưng mà mọi người nhìn cái thao thôi thấy thèm không ạ? Nhìn cái thao để thấy thèm rồi. Cho sữa vô luôn nha. Cho nó giống Thái luôn. Cái này là sữa đúng Thái luôn nha mọi người nha, sữa chuẩn Thái luôn. Nó mới ngon. Thì tính vậy nè. Thì nấu tâm dâm á là bán nghêu hấp Thái. Nghêu hấp Thái tâm dâm. Nhưng mà mọi người nhìn cái này mới ra Thái ha. Y chang Thái không? Nè, mọi người nhìn cho kỹ nha, quay cho kỹ nha, nè. Đây nha. Nó y chang luôn nè, thấy không? Nè. Nhưng mà không có dạy nghề nha mọi người, chỉ quay sơ ngang cho mọi người coi vậy thôi. Mọi người tự tìm cách mọi người mua đi, tại vì Thi cũng tìm cách Thi làm để Thi bán. Thôi bây giờ Thi nấu một tí xíu Thi đem phát cho tất cả các khách hàng húp thử miếng. Húp thử miếng cái nước gia vị ngon ha. Thấy không? Được không? Bây giờ Thi làm xong cái này nha, Thi chuẩn bị đem cho khách hàng. Thi cho nó sôi ùng ục lên cái. Rồi Thi đem cho khách hàng nếm thử, mọi người thấy bao nhiêu đây là đã ngon rồi phải không? Thôi bây giờ cái gia vị này mình phải để kỹ kính lại. Bây giờ Thi sẽ múc một cái nước tâm dâm này cho tất cả bà con cô bác ở đây nha. Bốn gia đình mình húp thử, nếu mà thấy ngon hợp lý là sắp tới Thi sẽ bán tâm dâm. Đây nha, bây giờ cái nước này cũng đã xong rồi. Bây giờ Thi cho bà con cô bác húp thử và cái nước tâm dâm Thái của Thi. Húp thôi. Đây. Cho bà con cô bác nè. Cô húp thử cái nước này thử coi con nấu thử coi thiếu mặn, thiếu lọt, ngọt, thiếu lạc hay là cái khẩu vị và cái mùi với nha. Quan trọng là cái mùi với cái khẩu vị. Húp hết cái này đi, cái này là con tính nấu bán đó. Nước tâm dâm Thái. Cô thấy sao? Quan trọng là cái mùi nó lạ không? Có bao giờ ăn tâm dâm không? Chưa. Có bao giờ ăn lẩu Thái không? Nè cái này nè, lẩu Thái đó. Nhưng mà cái này nó ngon không? Ngon hơn hả? Cái này là lẩu Thái. À, đây là lẩu Thái. Nước này ngon hơn lẩu Thái. Đây là con nấu lẩu Thái đó.
nè, lẩu Thái. Cái này là nấu lẩu Thái. Cái nước này ngon phải không? Cái này là mình bán kiểu lẩu Thái, là bún Thái đó, là cái này. Nhưng mà cô thấy cái này nó ngon không? Ngon hả? Em thấy ngon không? Ngon. Vậy là nãy giờ gia đình mình đọt được 9 điểm. 9 điểm không cô? Này 10 điểm, tại chị mới muốn cái này. Vô cái này thì nó chưa có ngon. Nhưng mà cái này nó xuống rồi, em bắt đầu mình thêm cái này vô. Vậy hả? Thì thấy cái vị ok. Ngon. Cái này là vậy hả? Đúng rồi, tại vì màu đỏ là nó thơm nhẹ. À, màu xanh là thơm nhẹ, ngọt nhẹ. Còn cái kia là ngọt đậm. Mọi người thấy nó soi không nè, nó nổi cái trắng trắng này lên nè. Nó rất, nó đạt chuẩn ngon. Thì sau đây thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác nãy giờ được thử tất cả các món tại quán Ti Thi và có cái sự góp ý nhiệt tình những món ăn mới tại quán Ti Thi. Thì nhà Ti Thi có bán chè trái cây nước cốt dừa Thái luôn. Cả nhà nào có thể thưởng thức chè trái cây nha. Chè trái cây rất là béo và thơm ngon cực kỳ, y chuẩn như Thái luôn. Các nhà có thể thưởng thức một tô 30 ngàn. Cảm ơn tất cả anh chị em bà con nào ăn chè trái cây thì làm cho luôn nè. Cô quốc không tô đi. Không, bây giờ bán về đi. Bán về mấy tô con? Có ai ăn chè trái cây không? Có ai ăn chè trái cây nha thì làm cho một tô. Đây là chè trái cây tô. Đây 30 ngàn một tô nước cốt dừa Thái nguyên chất luôn nha cả nhà. Nguyên chất luôn. Rất là béo và rất là thơm. Thì cả nhà có thể thưởng thức tại quán Ti Thi nha. 30 ngàn một tô thôi. Tất cả các thứ đều thì làm cho mới hơn và lạ hơn để cho tất cả anh chị em bắt mắt những món ăn tại quán Ti Thi. Đó, bà con có bán ăn không ạ? Quốc không? Quốc tô đi. Quốc tô ba người đi nè. Một tô ba người trộn cho đều lên nha. Lấy nước đá trộn cho đều lên. Thôi thì quậy một cái rồi thì vô đâm gỏi. Đây, mình xài muỗng như thế này nha, mình trộn lên như vậy. Đó, thì có 30 ngàn mà đủ loại trái cây. 7 loại trái cây, tại vì ngày nào thì cũng phải bán như vậy để sao với sao mua cho nhân viên ăn cũng tốn tiền. Thôi giờ có bán ế đi chăng nữa mình ăn luôn. Đó. Để mình lấy tinh thần để mình mai mình bán tiếp. Chứ giờ mà mình đi mua ngoài trái cây thì cũng tốn nhiều rồi, mua lần 300-400 ngàn thôi kệ, mình mua cái này về mình bán mình vừa ăn luôn. Rồi cảm ơn tất cả anh chị em bà con cô bác, chúc tất cả anh chị em bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, kiếm tiền mỗi tuần đến quán nhà Ti Thi một lần hai lần rất là vui. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối tại Shopee Food, tại app Grab, tìm kiếm Ti Thi gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào clip ngày mai. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều.